Xin chào mừng tất cả quý khán giả của kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Ngày hôm nay em xin giới thiệu đến cho tất cả quý khán giả một cái sản phẩm nhà mới có vị trí là nằm tại tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, nằm ngay bên cạnh khu đô thị Đô Nghĩa, cách ngã tư Lê Trọng Tấn 500m, cách bến xe Yên Nghĩa 1km và cách trường đại học Phenica chỉ 500m thôi. Đây là một vị trí có giao thông rất là thuận tiện. Như mọi người vừa thấy là vị trí nhà là cách cái đường hai ô tô đi, ô tô tránh nhau là chỉ khoảng tầm 50m thôi. Đấy, và đây là đã vào khu vực vị trí của nhà đây. Hiện tại là ở trong cái dự án này thì là có tổng là 7 căn. Đấy, và đã bán được 4 căn rồi. Bây giờ là còn 3 căn nữa. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người là một căn nhà là có hướng chính là hướng Tây Bắc, được thiết kế là 4 tầng, có diện tích đất ở trên sổ đỏ là 30m2, và ở trên tầng 2 là chúng ta là sẽ đua ra được thêm một chút thì là nó sẽ xấp xỉ vào khoảng tầm 33m2. Đấy, đây là toàn bộ cái không gian vị trí ở trước ngôi nhà đây. Không gian rất là thoáng, sân rất là rộng, thiết kế 4 tầng đã hoàn thiện xong hết. Bên chủ đầu tư là sẽ tặng cho quý khách hàng là 2 điều hòa và 2 bình nóng lạnh, cũng như là toàn bộ những hệ thống nội thất cơ bản. Thì sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong ngôi nhà để cho mọi người là có thể nắm được rõ hơn. Hiện tại là ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà rồi đây. Tầng 1 sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh phụ. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, quạt trần, đèn chiếu sáng, đèn led là đều đã được hoàn thiện xong hết. Sử dụng hệ thống gạch đã nền là gạch granite kích thước là 60-60, nát theo phong cách là mosaic, rất là đẹp. Vị trí phòng khách và phòng bếp và ô cầu thang sẽ được ngăn cách là bởi một cái vách bằng gỗ. Và tiếp theo đây là khu vực phòng bếp. Toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ son đào. Vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là chất liệu bằng inox 304. Ở phía tầng 1 thì chúng ta sẽ có thêm một cái nhà vệ sinh phụ ở đây. Đấy, nhà vệ sinh đã được lắp đặt hoàn thiện hệ thống bồn cầu, vòi xịt cũng như vòi rửa và cái hệ thống máy bơm nước dùng để bơm nước lên trên bồn nước ở trên tầng 4 của ngôi nhà. Mọi người có thể là nhìn qua lại toàn bộ cái không gian của tầng 1 đây, thiết kế rất là thoáng, rất là hợp lý. Căn nhà này thì là có hướng chính là hướng Tây Bắc và đang được bên công ty chào bán với giá là 1.650.000.000. Công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng. Và tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 2 và tầng 3 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh. Toàn bộ ở trong phòng ngủ là đều đã được lắp đặt xong hết hệ thống điều hòa. Sử dụng là điều hòa Funiki 2 chiều 12.000 BTU, hệ thống rèm cửa cũng như là hệ thống cửa sổ song cửa. Cửa thông phòng là sử dụng là cửa bằng chất liệu là bằng gỗ niêm nam phi. Phòng ngủ rất là rộng. Tiếp theo đây là phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh của tầng 2 thì đã được lắp đặt hoàn thiện xong hết hệ thống bồn cầu, lavabo, sen kê tắm nóng lạnh cũng như là hệ thống bình nóng lạnh. Toàn bộ đều được hoàn thiện xong hết rồi. Quý khách hàng có nhu cầu là chúng ta có thể chuyển đồ về và ở luôn. Toàn bộ cái hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là chất liệu bằng gỗ lim. Mặt bậc và cổ bậc là dùng là đá granite, đá mát bồ nguyên tấm. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Chúng ta sẽ có một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh. Ở trong phòng ngủ thì đã được lắp đặt hoàn thiện xong hết hệ thống điều hòa, hệ thống rèm cửa, hệ thống điện chiếu sáng, cửa thông phòng. Đấy, cũng như là hệ thống đèn ngủ. Nhà vệ sinh của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Chúng ta đã có hết hệ thống bình nóng lạnh, bồn cầu, lavabo, sen cây, tắm, vòi xịt cũng như là hệ thống gương phụ kiện. Và trong nhà vệ sinh là sẽ có thêm cửa sổ mở ra ngoài ô giếng trời để ánh sáng và không khí vào trong nhà vệ sinh. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì là sẽ bao gồm là một sân phơi, một khu vực để máy giặt, một phòng thờ và một cái khu vực bàn làm phòng làm việc, hoặc là có thể là một phòng ngủ cho khách cũng được. Đấy, ở phía bên ngoài đây được thiết kế là phòng thờ cũng đã có hệ thống rèm cửa được lát. Gạch lát nền là gạch vân gỗ. Ở phía bên trong đây là một phòng nhỏ, chúng ta có thể là sử dụng là phòng nhà kho hoặc là phòng để cho khách khi mà đến ở cũng được. Và tiếp theo phía bên ngoài đây
là cái khu vực để máy giặt và sân phơi. Chúng tôi đã thiết kế hết toàn bộ cái hệ thống điện, hệ thống nước để cấp cho máy giặt. Toàn bộ hệ thống mái tôn và chuồng cọp cũng đã được hoàn thiện xong hết. Mọi người là có thể nhìn xung quanh đây, khu vực dân cư ở rất là đông, rất là nhiều nhà cao tầng. Vị trí thì cực kỳ thuận lợi, ngay bên cạnh khu đô thị Đô Nghĩa, nằm tại tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cách đường hai ô tô đi chỉ 50m, ngay gần ngã tư Lê Trọng Tấn, gần đại học Phenica, gần với lại bến xe Yên Nghĩa và rất gần với lại những khu đô thị Dương Nội, Nam Cường cũng như là hệ thống siêu thị Aeon Nhật Bản. Tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của ngôi nhà này để cho quý khách hàng có thể nắm được. Ngôi nhà có diện tích ở trên sổ đỏ là 30m², được thiết kế xây dựng là 4 tầng, bao gồm là 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Có vị trí nằm tại tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, đang được bên công ty chào bán với giá là 1.650.000.000 đồng. Giá này sẽ có thương lượng và bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người xem video nếu như mà cần xem nhà trực tiếp hoặc là cần tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.